Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 14 tháng 3, chim cò không có nhiều. Hôm nay chỉ có 3 con than, 1 con vàng anh và 6 con quả tém. Đây nè. Đó, hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi. Hôm nay chủ nhật. Rồi. 3 con than, 1 con vàng anh. Ok. Bây giờ em tranh thủ em về chim luôn. Chứ để hồi thằng con em nó dậy nó phá lắm. Không có làm ăn gì được ha. Chim này chim đất nông nha mọi người nha. Chim đất nông. Bé này rất chắc, mặt mũi đẹp hơn. Mặt rất đẹp luôn. Chim này giá là 350.000 nha mọi người nha. Bé này giá đầu tiên khỏe to ha. Chim bổ nha mọi người nha. Chim này chim chưa có qua cám nha. Chim mới bẫy từ rừng về. Cho gà hót lên ha. đầu xà đó, cái bé đầu tiên cho gà hót lên ha. Rồi, đây bé. Vàng anh, con vàng anh này rất đẹp, mắt đỏ hồng. Đây, này là vàng anh gáy đen nha mọi người nha, vàng anh gáy đen, giá là 400.000. Cái lỗ nó nhỏ, khó lấy. Mép trong. Bây giờ phải hỏi chảy lên. Quả tiến trống nha mọi người nha. Chim này là 150.000. Quả tiến trống. Cái dòng này thì nó giống giống như thằng tước vậy. Bữa có ông bạn đó, ông ghé tiệm chim, ông mua con chim thanh tước mà ở ngoài tiệm chim nó đưa con họa tiễn rồi nó bao. Nói là cái con này là con thanh tước bán cho người ta 450.000. Xong rồi đem lại em kêu con này không phải con thanh tước, con này con họa tiễn. Rồi xong rồi đem ra tiệm chim đổi trả mà nó không chịu là không chịu. Mấy cái tiệm mà làm ăn kiểu đó thì không bao giờ tồn tại được. Ây da. Rồi, bé này bé thứ hai. Đẹp ha, cái cánh nó giống như con thanh tước này.
4 vé đây. Thôi, bữa nay được có 3 anh than, 1 đàn anh và 6 thỏi tiễn thôi. Bữa nay rất là ít kim ha. Ngày mai có lửa anh em cắt tiêu. Rồi, bye bye, xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong cái video tiếp theo. Chúc tất cả mọi người một cái ngày Chủ nhật thật là bình an. Bye.